Rồi bây giờ mình sẽ đi bổ sầu riêng ha. Đây quả sầu riêng này. Mấy cái quả này thì nó rụng. Nó rụng từ trên cao xuống nên nó bị bể này. Quả này thì nó hơi bé, chín hết rồi. Thơm lắm ạ. Đây, mình sẽ bổ bằng một tay ha. Một tay mình cầm điện thoại. Đây. Bổ sầu riêng biết cách bổ thì rất là đơn giản. Mình bổ cái quả này đi. Đây này, các bạn nhìn thấy là bình thường là có khi nó cũng đã tự nứt ra như thế này rồi. À, mình chỉ việc đưa dao vào ha. Mình lách nhẹ thế này thôi. Gãy dao. Đó. Gãy làm sao được mà gãy. Đây này. Đưa đúng vào cái khứa này ha. Tách nhẹ ra thôi. Đó. Bộ ra. Ý. Ôi, ngon không? Đây, sầu riêng này. Sầu riêng này, sầu riêng thuần chủng nha, không phải sầu riêng ghép giống như các bạn hay ăn đâu nhá. Sầu riêng bình thường thôi. Nào xem nào. Đây, múi sầu riêng này. Rất là ngon, ăn thử chưa? Ngọt. Ngọt lắm. Nào. Ngon lắm. Rất là thơm. Đấy, hạt nó cũng không có to lắm mà. Đây. Cơm cũng nhiều. Bẹt bẹt. Thì một quả như thế này ở chỗ mình chắc là khoảng 10, khoảng 5 đến 10, 10 ngàn thôi. Cái này khoảng tầm 10, 15 ngàn gì đó. Ở trên thành phố chắc khoảng 3-40. Ngon quá. Mèo, mèo ăn sầu riêng thôi. Này, cho mèo ăn sầu riêng thôi. Mèo ăn sầu riêng. Mèo ăn sầu riêng thế nào được. Thôi được rồi. Rồi mình bổ tiếp quả này cho bạn xem. Tiếp nha. Đây này. Sầu riêng là nó có cái khứa. Đây. 1, 2, 3, 4, 5 cái khứa. Chúng ta đưa dao vào giữa cái khứa này. Chúng ta lách nhẹ ra một cái. Tách ra. Sầu riêng nhà mình rất là dễ tách. Quả này thì nó rơi cao quá. Các bạn thấy hậu quả của việc rơi cao không? Thịt nó bị dập. Những cái muối này thì hỏng rồi. Để xem nào. Ồ. Quả này. Quả này vứt đi rồi. Thôi không sao. Sầu riêng còn nhiều. Quả này bị dập rồi. Được mỗi cái quả con này lại ngon. Bé bằng cái quả dừa xiêm ấy thế mà lại ngon. Này. Vỏ rất là mỏng. Sầu riêng thì theo kinh nghiệm của mình thì những cái quả nào mà cái gai nó nở một xíu như này thì thường là ngon. Rồi sọ vào đâu bánh cái này.